Yo, yo, hello nha, chào mọi người nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel mình là Từ Từ Đường Phố đây. Rất vui người anh em. Chúc anh em vui vẻ thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Các bạn thấy video mình hay thì đừng quên like, share thì kênh nhưng đăng ký không phải mình chỉ có mọi người nhiều. Và xin chào tất cả anh em của game Hải Tặc Đại Chiến nha. Lại là mình đây Từ Từ Đường Phố đây. Lâu lắm rồi chúng ta không quay trở về con nạc ở S server 48 à? Hay 38? 38 của mình anh em. Hôm nay thì mình sẽ đột phá tướng anh em nhé. Hôm nay thì bên game nó chính thức cho tướng nâng cấp rồi này. Mình hôm nay sẽ nâng cấp tướng lên. Đấy, mong rằng sẽ nó đủ để nâng cấp lên cho mấy em nó lên anh em. Đang cố gắng điêu mà cho nó lên luôn. Vậy đủ này, 2 mất 4, ô thiếu 1. Mình cũng đang cố gắng tiêu phí để nhận luôn ACE các bạn. Đây, Evan này. Tiêu phí nhận ACE mình đã full rồi. Còn thiếu đâu đó vào gần 700 điểm nữa anh em. Thì việc đầu tiên từ từ mình cần phải xem trước các bạn. Rất nhiều cái để nạp luôn mà mình giờ chỉ có nạp được một cái thôi nên là cũng không dám nạp bừa. Có sự kiện tiêu nợ đồ đâu ta? Đây. Minh Mẫn à. Minh Mẫn. Ok, mình sẽ lấy tướng Minh Mẫn ạ. Rồi. Ra mắt đây là đây. Đây là thông minh, đây là tướng Minh Mẫn 5 sao. Ok, mình sẽ quất má này. Ok, lấy một tướng Minh Mẫn 5 sao nữa về. Lấy luôn thùng bia, chứ là lấy thùng bia nữa. Lấy thùng bia vẫn là chính ạ, mục đích chính là lấy thùng bia. 10 thùng bia. Đâu rồi, đây, một tướng Minh Mẫn 5 sao. Ui. Ai chà chà, không biết là con này mạnh không anh em. Hanrock này. Ui, chơi được không biết trời. Ui phê nha, sáng nay thì mình cũng vừa mới quay full ở đây này. Sáng nay mình cũng vừa mới quay full siêu phí đây. Thì sáng nay mình nhận thêm được một cháu đó là Enet. Còn đây là Enet đi, Enet. Thì mình tiến hóa cho nó lên thẳng đây rồi các bạn. Ui bây giờ lại mới nhận thêm một tướng mới á. Ui xịn nhờ, cái này khó săn đấy. Nhưng thôi kệ, cứ tính thế đã các bạn, biết thế tính sau. Giờ nhận quà nào. Đấy, hốt quà anh em. Một quà nào. Đấy, nạp một lần là nhận một đống quà luôn ạ. Vấn đề là không có kim cương. Chiêu mộ đặc biệt. Ai. Ở đây thì từ để mình đi săn đó. Hôm nay mình sẽ đi săn tướng khác các bạn. Moria này, hôm nay mình tính đi săn Moria. Con này ở dạng nhanh nhẹn ạ. Thôi, nói chung là không dài dòng, mình sẽ đi săn Moria dạng nhẹ nha các bạn nhé. Mong rằng sẽ ra được cháu. Chị A xe thì mình nhận được rồi. A xe thì mình điêu lên này luôn các bạn, tính sau. Uầy. À quên. Ừ, mình quên mất các bạn. Không x10 tỷ lệ nó ra S cao hơn, mình quên mất. Uầy. Cứ ngồi mãi rút anh em. Thôi, nớ rồi. Cái thói quen nó vậy. Uầy. Ngày gì đây? Uầy, ngon thật sự ạ. Uầy, đi săn SS kiểu này ngon lắm các bạn ơi. Phê quá. Cảm giác phê nhưng chưa bao giờ được phê ạ. Rồi, đủ kim cương rồi đây các anh em. Cũng đủ kim cương luôn rồi ạ. Bây giờ vào cửa hàng làm ngay 1k thùng bia. Rồi, nhận luôn ACE về ạ. Ăn luôn sự kiện ACE nha. Ấy, uầy, phê ạ. Hôm nay phê thật sự ạ. Giờ cứ từ từ thong thả thôi. Nhiều tướng quá à. Không biết chơi tướng nào ạ. Cái sự kiện đấy ngon lắm, nạp cái nhận kim cương ngon lắm. Trước tiên thì bây giờ mình phải lâng bên bộ hệ này trước các bạn. Vẫn chưa đủ này. Cay nhờ, nãy mình không để ý rồi. Hết ạ. Hợp lên nào. Rồi, ngon. Giờ đi no nâng tướng trước các bạn nha. Trưởng hành tướng trước này. Ừ, bây giờ mình sẽ ra
hệ bền này, nâng cấp tướng. Hôm nay sẽ tập trung nâng cấp tướng đây. Wow, vậy thì nâng thằng này lên, thằng này là được đúng không? 1 2 3 4 này lên rồi. AC mới là nó có cho lên luôn không các bạn, vấn đề là không biết là nó có cho lên luôn không chứ đâu, vẫn chưa mở, vẫn chưa cho mở lên 9 sao ạ. Vấn đề là nó chưa cho mở lên 9 sao ạ. Chính xác. Thôi thì build cháu này lên đi, cho cháu này lên vẫn hơn đúng không các bạn? Kệ thì cho cháu này lên trước anh em, con này khỏe hơn nghe, nhiều bạn bảo là lên chơi cháu này hơn. Cho cháu lên trước nha. Lên luôn ạ. Rồi. Đấy, thức tỉnh lên luôn. Đây, tiếp tục vẫn là cháu này thôi anh em. Quẩy gì cái tướng thì mình nhiều lắm. Lên luôn ạ. Đấy, thực tịnh một đám lên luôn. Sinh lực chính xác, đấy chính xác nữa các bạn. Chính xác nữa, còn chính xác nữa. 1, 2, 3. Lên. Đấy, toàn tem thay đổi. Còn Iro này không biết là đang còn tính không biết là chơi không, nhưng mà hôm nay ra được hai cháu ạ. Ui băn khoăn quá, hai cháu này không biết có lên chơi không ạ. Giờ loạn hết cả tem lên rồi. Đúng rồi. Cái dương châu báu này ngon lắm nhá, mở được đống kim cương luôn đấy ạ. Ba quả luôn ạ. Nhiều cái quá. Thôi cứ thong thả thôi đó các bạn. Bây giờ phải lên huyền viên 9 sao thì mới có quà được, chứ không không có quà. Dùng thêm vàng đi đã. Mình vẫn phải dùng thêm vàng. Nâng cho cháu AC lên full các bạn, cho AC lên full trước và tính sau. Đây, cho AC lên full trước đi đã, rồi còn lại tính sau. Không, nhưng bây giờ chắc chắn là phải chơi cháu quên, đúng rồi. Giật mình lại tưởng mất rồi anh em. Đây đây đây. Moria, Moria mình chưa chịu hồi về tưởng mất nữa rồi thì có mà khóc luôn đi ạ. Cày mái được cháu Moria mà mất cái thì đúng khóc thật đấy các bạn. Bây giờ vẫn phải nâng Moria lên, con Moria đi theo hỗ trợ rất là ngon ạ. Đi theo thỉnh thoảng cho nó đi một vài ải phụ thôi, chứ giờ nó hắn yếu lắm, con này giờ hắn còn rất là yếu các bạn, chưa vào ram chính được tem chính của mình được. Con này giờ vào tem chính không đánh đấm được cái gì hết á. Giờ vẫn chỉ nằm bên tem phụ thôi. Đây, cần một cháu nữa. Cố gắng bữa nữa săn thêm cháu nữa rồi chơi anh em. Giờ chỉnh đốn lại trang phục đã. Đây đây, trang bị cháu này nữa là full. Đấy, đầy đủ đồ ngon lành nha. Rồi. Rồi giờ xem lực chiến toàn tem lên được bao nhiêu ạ. Sau khi chỉnh hình đấy mình được hai hơn 200k. Giờ thì xem lực chiến mình thêm lên được bao nhiêu rồi. Ủa đặt được bao nhiêu, 6 tướng ạ. À 6 tướng à. Để cháu này lên đi. 260k cũng ổn. Rồi nói chung nếu vậy thì mình sẽ thu hồi cháu này xuống anh em. Thu hồi cháu này luôn. Thu hồi con này về luôn. Chịu thiệt tí cũng được. Thu hồi về. Nâng cháu nó lên luôn. Trang phục. Rồi. Đợi lần sau sau ạ. Giờ tập trung săn tiếp vào lần ạ. Giờ đi kiến cái neo phát là biết ngay là sức khỏe cho nó đánh đến đâu. Biết ngay là anh em này. Đây, đây cháu này lên đây. Cháu này vào đây. Rồi 272k. Ui, một ngày nhận quà giá man luôn ạ. Đúng là không có gì ngoài đồng tiền, có tiền là có tất cả anh em. Đấy giờ có tiền nạp thêm vào là nó khác bọt được ngay. Có gì đâu mà. Đấy, giờ cố gắng săn chỉnh đốn lại đội hình dần dần là ok ngay. Không, trận này có khi win không trời. Cố gắng lên các em ơi. Hay quá. Hay quá. Ui tuyệt vời. Đúng rồi. Win. Qua dây leo rồi. Đấy, giờ tem độ nó ổn định hơn. Giờ tập trung update lực chiến nữa.
Nói chung game này mình thấy vẫn ưu đãi nạp nhiều hơn. Cơ bản anh em là phải có tiền nạp vào. Uầy, quả đóng băng xịn nha. Đóng băng đúng con, cần đóng băng luôn ạ. Đấy, đóng băng đúng đứa, cần đóng băng luôn. Chất lượng ạ. Đấy, à, đóng băng chất lượng. Giờ gắng ra săn thêm một cháu Moria nữa là ngon lành rồi. Đấy, giờ mình chỉ cần săn thêm một cháu nữa là ngon lành thôi anh em. Nhận quà nào. Hôm bữa mình còn không biết cơ, mình tiêu mất tiền của hàm đội này anh em này. Ở hàm đội này, hôm bữa mình còn tiêu mất. Ui, hôm bữa được 12k. Nhưng mà mình không hiểu sao nhá, mình thấy nhiều bạn quay shop hàm đội anh em mua được nhiều tướng xịn lắm này, của mình không có đâu. Có cũng chỉ là các tướng bình thường thôi anh em, không có tướng nào là tướng xịn sò cả. Đây, giờ có chỉ có mua cái này thôi. Tạo mới cũng có nhá, mình thấy cho một số bạn có tạo mới luôn. Mình không hiểu vì sao mình không có làm mới ạ. Đây này, đó, của mình lại không có làm mới anh em. Ở chợ đen thì không nói, mê cung. Uầy, đây mua được cái này nữa à. Ở trong túi như mình gần đủ món này rồi, quên đây cũng không đủ tiền. Nhiệm vụ. Boss sắp chết chưa? Rồi đánh thế được rồi bạn, đánh đây này anh em có thể săn này, nhận top này. Đấy, top 1 được 4k rưỡi các kiểu. Nói chung là cũng ngon. Đấy, lâu ngày cày lên giờ phê thật sự ạ. Ui, anh em đánh lên nhanh quá. Bữa giờ thì mình cũng không có thời gian cày, ra giờ nó vậy. Đây, chuẩn bị lên level mới nữa này. Lên level này nhận thêm một cháu nữa này. Được tí nữa lên level mình quay các bạn coi nhá. Quà cũng nhận hết rồi, giờ phải nạp vào mới nhận được cháu nó ạ. Uầy, tính ra sự kiện bên game nếu mà chúng ta có tiền lúc nào cũng bá anh em. Đây là phút 3 món này, anh em cũng kiếm đâu đó về 6-7k kim cương này. Này, nạp đốt mấy món này nữa. Đây, uầy, hắn nạp được nhận nữa. Uầy, đây là... À ừ. Đây, thông minh nữa, uầy. Hay là nốt cháu thông minh này anh em. Là nốt cháu thông minh này đi, cho nó hợp lý anh em. Ok, giờ thì quyết tâm nào. Đã chơi cho tới luôn anh em. Thông minh nha. Hột lột luôn. Rồi săn luôn một cháu Maria nữa. Moria, mong rằng sẽ ra anh em. Chứ là mình mong là sẽ ra Moria thôi, chứ còn đâu. Việc này thì cũng không quan trọng cho lắm. Đây này, chủ yếu là ra được cháu này các bạn này. Đấy, Moria này. Quan trọng là cháu đấy anh em. Hình như mình cũng lên VIP 5 luôn đúng không? Chưa lên à? Ui gần các bạn. Còn thiếu 300 điểm thôi. Hết sạch rồi. Cháy túi rồi. Một tướng thông minh. Tướng S ạ. Ủa màu nãy như mình hợp tướng. Uầy, như hợp cái này là ra tướng SS ạ. Ừ đúng rồi, nãy mình hợp ra tướng SS là bằng cái này mà đúng không anh em? Xịn thật sự ạ. Ok, ăn full sự kiện. Đấy, lấy được cái mảnh tướng này ngẫu nhiên ra một SS 15%. Nhưng mà nhân phẩm mình kém lắm thật sự luôn. Nói thật với anh em, nhân phẩm kém thật sự luôn ạ. Hôm bữa mình có mở một lần rồi. Cái kết thì các bạn cũng không còn nói, các anh em cũng biết rồi. Bữa mình mở nó không dậy S. Hôm nay mong rằng sẽ ra. Ui, Ura, Funitora. Ôi trời ơi. Hôm nay nhận được nhiều S thật sự ạ. Nhận được choáng ngợp luôn ạ. Không biết nói sao luôn ạ. Bây giờ thì cũng không dài dòng. Mình sẽ tập trung vào vấn đề chính. Đó là vẫn tập trung đi săn lấy một cháu Moria nữa ạ. X10 phát. Đấy, vào X10 thì lại ra SS cao. Ôi, vẫn là hàng quảng cáo thôi anh em ạ. X10 ra SS cao nhưng không phải là với mình. Uầy, khó thế, cho một cháu Moria nữa thôi là tuyệt vời rồi. Mình chỉ cần một cháu nữa thôi là coi như cuộc đời bước sang trang sử mới rồi anh em. Uầy, khó thật sự ạ. Một cháu nữa thôi là được rồi. Mà nó khó khăn với nhau quá. Nó cuộc sống tàn bạo anh em. Phúc lợi ngày hôm nay cũng hết rồi. Đây là bọn 3k. Ui cái này ngon nhỉ. Giờ là bọn 3k. Ui nhờ kiếm đâu ra tiền là bọn 3k rồi anh em. Đó mới là câu chuyện. Ở đây dùng được một thuyền viên 5 sao nữa. Ui được chọn luôn ạ. Chọn giờ này ai giờ.
Từ cái này phải từ từ. Ra ngoài tướng S mình đang chơi cũng có mấy tướng. Nhận S về cũng nhiều rồi anh em. Nuki đi, lấy Nuki đi anh em. Có Nuki không? Lấy Nuki đi. Không có Nuki ạ. Lấy tạm kit à? Không, kit mình không chơi. Ở đây. Còn lấy đại tướng này đi anh em. Tính sau vậy. Vấn đề giờ lại là thiếu vàng nha mọi người. Quay đi quay lại nó thiếu nhiều vấn đề quá. Cứ cái lọ bù sọ lọ cái kia. Buồn thật sự ạ. À bù này mình được một bộ trang phục cuối phải không? Tất cả đều mang đồ xịn rồi. Ủa? Còn này mang đồ cùi à? Thôi cho mang cho nó đi. Ai... Ok, hôm nay thì chắc cũng đột phá tới đây thôi. Never thì mãi vẫn chưa lên được anh em. Tính đợi lưng Never nhận nốt cháu này nhưng mà thôi khó quá. Rồi lại từ từ để săn. Bữa nay nói chung sẽ săn thêm... Nói chung cố gắng kiếm thêm cháu Moria nữa là ngon rồi anh em. Đột phá lên luôn. Bây giờ mà có Moria phát là lên luôn đấy. Nhưng mà thôi, giờ chỉ có chấp nhận thôi biết sao giờ. Video mình hôm nay cũng xin phép kết thúc thôi. Hẹn gặp một clip tiếp theo nha. Bye bye. Chúc anh em xem video về. Đừng quên like, share, ủng hộ channel. Cảm ơn các bạn đã dõi theo video của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp một clip tiếp theo nha.